Xin chào anh em đến với kênh YouTube của mình nha. Đấy, mình hôm nay sẽ vào con cô fan này đấy, kiếm tí tiền anh em. Mình vẫn gọi là tạo lập Momo trả cào và cốt game cho anh em nhé. Em hãy bình luận xuống video này của mình anh em nha. Đấy, đủ khoảng tầm 20 đến 30 bình luận mình sẽ quay ra room và khoảng tặng thẻ cào và cốt cho anh em nha. Đấy, anh em nào thích lập Momo thì tùy theo anh em nha. Hôm nay mình sẽ bắt cầu thầy xíu anh em nha. Mình sẽ làm nhẹ cái gì đây xíu anh em nha. 4, 5, 2, 8, 8.5 nha. Ok, ăn luôn anh em nha. Mẹ trả lại vai cả trường lại ảo ra đấy, nghe hiểu sao vai cả game tài sức tài đáng nhớ lại 1 triệu rồi. Mẹ không hiểu game kiểu gì. À mà cụ có thể 3 xịu hôn là 3 tài xịu nhắm nha. Thường thường là 2 xịu xong. Ok nhắm nha. Ăn luôn anh em nha. Đánh tay nào ăn tay đấy anh em ạ. Mình nghĩ nốn siêu thiệt anh em nha. Cố lên 10m nghỉ. Ồ, thôi tài. Tài nhiều lắm cơ. Thế lại có 1-1 rồi trời. Miễn gì. Ok nhầm nhỉ. Đấy, hôm nay chút lãi gọi là bao nhiêu nhỉ, cũng dễ nhỉ. Ok nhầm nhỉ. À, chuyển cả con gai vàng này. Anh em đã muốn nhận code độc thì có thể bình luận trong video nha. Con game này thì vẫn có code cho anh em nhé. Anh yêu hai gà đấy. Ok anh em nha. Hôm nay chốt lại đi thôi nha. Xem là mình đã bao nhiêu rồi. Lại cụ trợ nhau rồi. Đấy. Cụ trợ này rất khoảng tầm mà ít ra nẻ và lục code cho anh em nha. Bye bye anh em nha. Rất chuyên nghiệp đạt luôn. Bye bye anh em. Đừng lo là nghĩ có nhiệm vụ với nha.